đấy biết. Và di chuyển vừa rồi đến từ số 7 bên phía đội bóng Đại Nam FC. Và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã tới 1-0 dành cho các chiến thắng của FC ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Đây là cơ hội để cho thêm cái thắng Hoàng FC. Phần tấn công bên hành lang cánh phải phía đây. Và hai không cho thêm cái thắng Hoàng FC. Thêm về thắng FC, họ đã điền tên mình vào trận chung kết và là đối thủ của chim cánh cụt.